về cái mặt người bán nha, là những cái dòng mình bán hiện tại bây giờ, cái dòng 12V có thể là đây là một cái dòng cao cấp nhất, lực khỏe nhất hiện tại bây giờ. Hello, xin chào anh chị đến với kênh của Đồ Nghề Tự Chọn. Và anh chị nào thấy không, đây là một cái thương hiệu mà quốc dân của Trung Quốc, Đông Chen nhưng mà đóng tại Việt Nam, đó là thương hiệu của DCA. Và đây là hầu như luôn là một cái thiết kế mới và một cái logo mới trên một cái chữ là DCA cũ, mà nhìn cái mẫu mới của DCA bây giờ nó làm rất là đẹp nha các anh chị. Rồi trước khi bắt đầu vào giới thiệu cái máy này á, thì cũng xin giới thiệu cho các anh chị luôn, đó là cái chương trình tất cả những cái máy của bên Đồ Nghề Tự Chọn á đều có là hỗ trợ trả góp cho mình luôn, thì nó có thể là trả góp theo giá trị đơn hàng và nó không có quy định theo sản phẩm nha. Mình mua đồ nghề cũng được, mình mua máy này cũng được, thì đơn hàng từ 1 triệu, dưới 1 triệu thì mình sẽ là không cần trả trước, còn từ 1 triệu đến 6 triệu thì anh chị mình có thể là trả thành 3 kỳ hoặc là trả theo kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng hoặc là 12 tháng ha. Thì đây là cái chương trình trả góp của Đồ Nghề Tự Chọn. Và ngoài ra thì bên Đồ Nghề Tự Chọn vẫn có những cái chính sách giống như là áp dụng cho thành viên nè. Mình mua hàng tại Đồ Nghề Tự Chọn, tại siêu thị nha, thì cứ mình sẽ được tích điểm là cứ 100 ngàn mình sẽ được 1 điểm, và 1 điểm này mình sẽ quy đổi được là 1.000 đồng cho những lần mua sắm tiếp theo. Rồi ngoài ra nữa thì nếu mà anh chị nào có là nhu cầu làm đại lý của Đồ Nghề Tự Chọn tại khu vực miền Tây á, thì có thể là liên hệ qua số hotline này 0827 799 799 để mà Đồ Nghề Tự Chọn gửi chính sách đại lý cho các anh chị, kèm theo những cái hướng dẫn và những cái hỗ trợ cho mình cùng kinh doanh cùng Đồ Nghề Tự Chọn nha. Và nếu anh chị nào đang kinh doanh trên sàn thương mại điện tử thì có thể là truy cập vào đây để vào cái giỏ hàng của Đồ Nghề Tự Chọn và lấy cái giỏ hàng đó chúng ta làm tiếp thị liên kết. Thì cái phương án này thì mình không cần nhập vốn và với cái mức chiết khấu mà cũng khá là hấp dẫn cho những cái anh chị nào đang làm tiếp thị liên kết đó, thì còn cái việc vận hành, đóng gói và chăm sóc khách hàng sẽ là do Đồ Nghề Tự Chọn phụ trách, còn các anh chị chỉ là nhiệm vụ đăng video lên đính kèm sản phẩm của mình thôi. Thì đây là những cái thông tin gửi đến cho anh chị hợp tác cùng Đồ Nghề Tự Chọn nha. Rồi bây giờ quay lại cái nhân vật chính ngày hôm nay, đó là một cái máy của DCA và được thiết kế một cái bộ nhận diện thương hiệu mới ha. Đây là thông số của máy nè, máy là ADBL04-8, là máy bắn vít 12V của pin của DCA với một cái thiết kế mới, và một cái dòng này gọi là cái dòng mới ra mắt của DCA. Nó rất là khỏe và rất là nhiều các anh chị đã review cái dòng này rồi, thì hôm nay Đồ Nghề Tự Chọn mới có dịp làm cái video này giới thiệu cho các anh chị ha. Thì về tổng thể máy sẽ đựng đựng trong một cái hộp vali như thế này, và tất cả những cái sản phẩm pin nè, máy nè, hai pin và một máy một sạc đều được dán tem bảo hành của hãng DCA ngoài hết luôn. Mình mua máy DCA mình có thể là bảo hành giấy hoặc là mình có thể là bảo hành điện tử cũng được, và tem sẽ dán ngoài thùng và tem có thể là dán trên sản phẩm nữa luôn nha. Cái thùng này nói chung là về cái chất liệu nhựa cứng cáp và một cái hàng khá là chất lượng của cái mã DCA này. Đây là cái nhân vật chính của mình trong hôm nay. Đây là cái bộ máy bắn vít của DCA sử dụng pin 12V. 12V nha, một máy như thế này, một vali như thế này sẽ là một máy, hai pin, một cục sạc. Và cái máy này sẽ được bảo hành cho mình là máy, pin, sạc tất cả đều là bảo hành 6 tháng hết. Đây là động cơ Woodlet không có chổi than, và cái lực búa của con này là 4.000 búa một phút và cái tốc độ của nó là tới 3.300 vòng lận. Sử dụng pin 12V ha. Và đây là những cái mẫu mới của năm 2023 này. Thì cái giá thân máy cũng có bán thân máy luôn, và cái combo thế này cũng có combo luôn. Thì cái giá combo như thế này là 1.690.000 cho một máy, hai viên pin và một sạc. Và giá thân máy như thế này là 890.000. Rồi máy sẽ đi kèm theo cho mình là một cái quyển sách hướng dẫn. Và các anh chị mình lưu ý nè, mình khi mà mình mua máy thì mình cầm cuốn sách hướng dẫn này mình nên giữ lại. Tại vì sao? Trong đây nó sẽ có một cái phiếu bảo hành giấy, nếu mà anh chị không kích hoạt bảo hành thì sẽ có giấy bảo hành giấy như thế này. Ngoài ra thì trong đây nó sẽ có là những cái bộ phận linh kiện. Tại bên Đồ Nghề Tự Chọn cũng là một cái nhà phân phối của DCA, nên là nhiều khi á máy của mình hư, mình nhìn vào đây mình sẽ biết cái linh kiện này là số máy, mình nói cái mã máy và mình nói cái số linh kiện này, thì bên Đồ Nghề Tự Chọn sẽ liên hệ với nhà cung cấp đặt linh kiện gì cho mình phù hợp. Nhiều khi mà mình nói cái một cái linh kiện nào đó mà mình không có mã số á thì sẽ dễ gây nhầm lẫn mà cũng khó để mà tìm được cái linh kiện cho mình ha. Nên là anh chị khi mà mua cái máy này mình cố gắng mình giữ lại một cái cuốn sổ này để mình coi được tất cả những cái thông số linh kiện bên trong. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái máy nha. Máy thì động cơ không chổi than, được dán tem bảo hành ở đây ha. Mình quét mã tem cũng được, hoặc là mình dùng cái giấy bảo hành giấy cũng được. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất.
máy hai pin một sạc, chân pin này cũng phổ thông rồi, tất cả những dòng của DCA đều sử dụng chung một cái chân pin này hết luôn. Trên này nó sẽ có cho mình ba cái cấp độ mình chỉnh tốc độ. Một là chúng ta có thể là chỉnh màu đỏ là chữ H, nghĩa là tốc độ cao. Màu xanh là chế độ mà khoan vít mồi, nghĩa là khi mà mình bóp cò á, nó sẽ khởi động chậm để nó lấy dấu trước và sau đó nó mới tăng tốc độ tối đa để nó bắn vào vật liệu. Mình nghe tiếng nha, nó khoảng 1 giây thì nó mới đạt được tốc độ tối đa để nó lấy được cái mồi cho vật liệu của mình, là cái chế độ màu xanh này. Thì cái màu nó chỉ có một cái bóng đèn thôi, nó hay một cái là nó chỉ có một cái bóng đèn thôi, nhưng mà nó sẽ hiển thị ba cái màu trên này. Màu xanh nè, màu xanh dương là cái màu chậm, là quay tốc chậm, và chuyển qua màu đỏ là quay tốc độ nhanh. Thì tùy cái khả năng của mình mà mình sử dụng ha. Thì nó có một cái vạch báo pin trên này để mình sử dụng. Về cái cảm giác mà chúng ta cầm một cái máy này 12V và cái lực nó mạnh như thế này thì nó cũng khá là tốt để cho mình làm. Và trọng lượng luôn của cái máy như thế này là 0,9kg, chưa được 1kg nha. Và cái lực xoắn, mô men xoắn của nó tới 140N, là nghĩa là anh em nào mà đi mà bắn vít nè, bắn sắt, bắn gỗ, cơ bản thì cái con này đáp ứng được hết cho mình luôn. Và cái pin này sẽ là cái pin 12V 2A, 12V 2A nha. Thì nó đảm bảo cho mình hoạt động được trong những cái khoảng thời gian cũng khá dài á, so với hai viên pin này. Nó có cái đèn LED nè, để khi mà mình làm việc khu vực ban đêm nè. Tiếng búa của nó gõ nghe rất là mạnh ha. Tính ra so một cái dòng mà 12V của DCA như thế này thì mình cảm thấy đây là về cái mặt người bán nha, là những cái dòng mình bán hiện tại bây giờ, cái dòng 12V có thể là đây là một cái dòng cao cấp nhất, lực khỏe nhất hiện tại bây giờ. Và với cái thiết kế mới của DCA, cái cũ của DCA thì trước á, cái chữ này nó màu đỏ, anh chị chê nó không thấy nó đẹp lắm. Nhưng mà cái thiết kế mới như bây giờ thì hầu như nó đổi mã thiết kế từ 2023 trở đi như thế này nè, thì hầu như là nhìn rất là bắt mắt nha, rất là đẹp. Đây là mẫu mới nha, động cơ không chổi than. Và giá thành rồi, anh chị em nào mà đã sử dụng DCA rồi mình cũng biết đó, DCA là một cái nhãn thương hiệu của hãng Dongchen Trung Quốc. Nó là Dongchen Trung Quốc, hãng Dongchen là một trong những thương hiệu thuộc dạng là rất lớn rồi, bán toàn thế giới, là của hãng Trung Quốc, là hãng một hàng nội địa của Trung Quốc ha. Mình sẽ thấy là DCA, còn ở Việt Nam mình thì họ sẽ đóng gói cái tên là DCA. Và DCA này hầu như là Việt Nam mình là một trong những nước bán DCA cũng khẳng là nhiều nhất của châu Á của mình luôn, Việt Nam và Ấn Độ. Rồi tiếp theo á, thì nó sẽ kèm cho mình là cũng có một cái này là hay nè. Thì tất cả anh chị em mình cũng đã biết rồi á, mũi vít thì nó bình thường quá đi, đúng không? Mũi vít thì nó tặng cho mình thì bình thường quá. Và mũi vít này nó có 500 nha, nó thích nha. Và mình đánh giá ở đây là mình thích là thích cái này. Cái này là cái móc gài để mà chúng ta gài vào cái máy bắn vít, để mà chúng ta khi mà chúng ta leo cao đó, chúng ta đưa lấy cái dây nịch mình á, mình gàn vào thì mình sẽ móc được cái đó vào. Mình để họ ngay cái khớp như thế này ha, rồi chúng ta sẽ tiến hành dặn vào. Chúng ta dặn cái ốc nào vào thôi. Rất đẹp. Để mình dặn xong á, rồi mình sẽ đưa cho các anh chị coi. Thì hầu như mà những anh em nào mà đã xài DCA rồi, đã dùng DCA rồi thì cảm giác DCA sẽ rất là bền. So với Makita nha, độ bền của nó tầm khoảng 8-10 luôn đó, 8-10 đến 9-10 so với Makita luôn. Nhưng mà giá của nó thì quá rẻ, giá nó chỉ bằng khoảng 1/2 so với Makita thôi. Mà chính sách bảo hành này của hãng thì cực kỳ, tất cả đều có bảo hành và linh kiện phụ kiện đều thay thế đầy đủ hết cho mình. Đây nha, ha, cái móc nè, khi mà mình làm xong rồi mình lấy cái đai của mình, dây nịch của mình á, mình máng lên đây, mình treo lên, nó rất là an toàn, nó bảo vệ cái máy của mình không bị rơi rớt ha, rất đẹp. Rồi, thông tin cái máy này ha, 1.690.000 đồng là một cái combo, một máy, hai pin, một sạc như thế này. Và tất cả những sản phẩm như thế này sẽ được bảo hành cho mình là 6 tháng. Ngoài ra anh chị nào mà có muốn mua cái thân máy này không, nếu mà mình đã có sử dụng pin của DCA rồi á, thì mình mua cái thân máy này thôi, thì thân máy này giá là 890.000 để cho mình mua mình sử dụng. Rồi, cái đây là một cái mẫu nhỏ gọn nha, so với những cái dòng mình bán ở đây thì đây là một cái bộ nhỏ gọn và khỏe, 140N, là lực búa khỏe, tốc độ nhanh, trọng lượng nhẹ và đính kèm hai pin. Và đặc biệt là cái giá của nó 1.690.000, mà so với một cái dòng này thì hầu như là anh chị mua cái bộ này thì rất là yên tâm rồi. Anh chị nào mà ra xài những cái dòng của DCA rồi anh chị đánh giá đó, thì hầu như là cái tỷ lệ bảo hành cực kỳ thấp luôn, và cái máy này nó sẽ đáp ứng được rất nhiều cái công việc cho mọi người. Rồi, 1.690.000 cho cái thân máy, cho một cái bộ máy hai pin một sạc như thế này.
và cái thân máy không là 890.000, đựng trong một cái vali nhựa cao cấp như thế này. Đựng trong vali nhựa cao cấp như thế này. Nhựa cứng nha, màu rất là đẹp, một thiết kế mới. Rồi, tất cả những sản phẩm này thông tin nè, anh chị có thể là đặt hàng trên Shopee, đường link mình để bên dưới, hoặc là có thể là vào TikTok Shop, mình có thể là gõ đồ nghề tự chọn kèm chữ DCA này thì mình sẽ có những cái voucher của sàn tài trợ và những cái voucher miễn phí vận chuyển cho anh em mình luôn. Và cái sản phẩm này đều có hỗ trợ trả góp nha, 1.690.000 thì mình có thể là trả trước đâu đó nó tầm khoảng hơn 600.000 thôi, khoảng gần 600.000 thôi, 500 mấy chục ngàn đó là mình đã lấy cái bộ này về mình dùng rồi. Một tháng sau mình trả thêm 500 mấy chục ngàn nữa, và một tháng tới mình trả thêm 500 mấy chục ngàn nữa, toàn bộ không tốn bất kỳ lãi suất nào, không tốn bất kỳ lãi suất nào. Đồ nghề tự chọn hỗ trợ tại lãi suất cho các anh chị luôn. Ngoài ra thì những cái dòng này được chiết khấu cho đại lý cũng khá tốt. Anh chị em nào mà có nhu cầu làm đại lý phân phối của DCA, một cái sản phẩm chất lượng nha, thật sự là chất lượng nha, mà giá thành thì rất là bình dân, thì anh chị có thể là lựa chọn DCA để mình hợp tác, mình kinh doanh. Rồi, cảm ơn các chị đã xem video này. Mọi thông tin đều có sản phẩm, đường link sản phẩm nằm bên dưới nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những video giới thiệu những sản phẩm và những chương trình khuyến mãi tiếp theo. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất.